Ok, đi coi bên trong VinFast VF3 thì chất liệu như thế nào nè. Ngã cái ghế này ra tí xíu coi. Sorry là không có tay. Ghế là nỉ ha. Hết bên này với tay nắm cửa là nhựa. Và ở đây là nỉ. Vô ngồi thử nè. Mình cao 1m8 và bây giờ đang ngồi bên trong VinFast VF3. Tốt đó. Thoáng. Anh bên này anh đang cao là 1m, khoảng 1m7 không anh? 1m7. Đó, 1m7 thì đây. Còn cách bao nhiêu đây mới tới trần nhà? À, trần xe, nhầm. Đèn. Trần là nỉ ha. Ở đây nhựa, nhưng mà nhựa này là có vân nha, vân da. Khá là đẹp đó. Nhựa. Đây, nhựa, vô lăng, nhựa mềm, có tiếng còi. Chỉnh điều hòa là chỉnh bằng cơm. Wow. Màn hình, ok. Và phần lớn là nỉ các bạn. Ghế, nỉ, vân vân. Rồi ok, coi như đây thôi. Hẹn gặp lại anh em trong những video clip tiếp theo. Goodbye. We'll be right back.